Xin chào các bạn, mình là Endon. Và để tiếp nối chuỗi những cái video chia sẻ về kiến thức nền tảng cryptocurrency ở trong cái kênh YouTube đầu tư Checkcoin này của mình. Và ở cái video trước, các bạn đã hiểu được thế nào là lịch sử hình thành của tiền mã hóa, ai là người đã phát minh ra cái đồng tiền mã hóa đầu tiên, cũng như là cái quá trình ra đời và phát triển của các đồng tiền mã hóa cho đến ngày hôm nay nó như thế nào. Thì ở trong cái video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận về một cái chủ đề, đó là blockchain là gì. Thì mình thấy có rất nhiều bạn thực sự chưa hiểu blockchain là gì, cũng như là cái sự ra đời và nó hoạt động như thế nào, và cái tiềm năng phát triển của blockchain trong tương lai ra làm sao. Thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cái vấn đề đó ở trong cái video ngày hôm nay. Và thời gian gần đây, khi nói đến blockchain thì các bạn vẫn thường biết là blockchain nó là một cái nền tảng cơ bản nhất của những cái đồng tiền cryptocurrency. Và bất kỳ một cái đồng tiền crypto nào sinh ra, nó cũng đều dựa trên cái nền tảng của cái blockchain này. Và nếu mà không chạy trên nền tảng blockchain thì đó không phải là crypto, mà nó chỉ là tiền ảo hoặc là tiền điện tử mà thôi. Vậy ở cái video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn blockchain thực sự nó là gì, sự ra đời của blockchain và sự phát triển của blockchain nó tiềm năng như thế nào trong tương lai gần và tương lai xa. Và blockchain nó đang hoạt động như thế nào thì các bạn sẽ hiểu được những điều đó qua cái video này. Và những cái kiến thức ở trong cái video này nó sẽ hơi khó hiểu một chút, thì các bạn hãy tập trung vào đây. Và sau khi các bạn đã hiểu được những cái kiến thức này thì các bạn đã có thể trở thành một cái chuyên gia nhẹ nhẹ ở trong cái lĩnh vực blockchain này rồi. Thì đầu tiên, cái từ blockchain này nó có nghĩa là chuỗi khối. Và blockchain được coi là cái nền tảng lưu trữ dữ liệu của tương lai, và nó là phi tập trung. Nó khác với cái mà chúng ta thường dùng lâu nay, đó là server. Và blockchain này nó là cái thế hệ nâng cấp của server ngày xưa. Nếu server ngày xưa đó là cái hệ thống lưu trữ tập trung, thì các bạn có thể biết là bất kỳ một cái website hay là cái hệ thống lưu trữ nào, nó đều phải có một cái server để lưu trữ những cái dữ liệu đó, và nó cần có một hệ thống máy tính chủ được đặt ở đâu đó. Thì cái đó nó rất là rủi ro, và nó có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như là hacker, rồi động đất, thiên tai hoặc là cháy nổ. Và chỉ cần cái hệ thống máy tính chủ đó mà nó bị hư hại thì toàn bộ những cái dữ liệu ở trong đó sẽ bị mất. Và nếu ai đó mà họ muốn thì họ có thể thay đổi những cái dữ liệu này mà đã lưu ở trên server một cách rất là dễ dàng. Nhưng với cái hệ thống lưu trữ phi tập trung của blockchain được gọi là decentralized thì nó cực kỳ bảo mật, an toàn và minh bạch, và rủi ro thì cực kỳ thấp. Thì cái hệ thống blockchain này nó có 3 cái đặc điểm chính, đó là ghi chép, lưu trữ và phi tập trung. Đầu tiên là cái phần ghi chép, thì mình đã nói sơ qua với các bạn về cái phần này ở những cái video trước. Đó là khi một cái dữ liệu mới được ghi vào hệ thống blockchain thì nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống này là nó sẽ đối chiếu cái dữ liệu đó với những cái dữ liệu liên quan ở trong quá khứ đã được ghi vào blockchain. Nếu mà cái dữ liệu đó nó trùng khớp thì nó mới cho các bạn thực hiện ghi chép. Ví dụ trong ví của các bạn có tổng cộng là 100 triệu mà các bạn đặt một cái lệnh chuyển là 150 triệu thì cái dữ liệu đó nó sẽ đối chiếu với cái số liệu số dư tài khoản của các bạn trong quá khứ, thì nó không đủ thì nó sẽ không cho các bạn thực hiện cái giao dịch đó. Nhưng nếu các bạn chuyển chỉ 50 triệu thôi thì ok. Và sau khi những cái dữ liệu đó nó khớp với nhau thì nó bắt đầu được lưu trữ vào hệ thống blockchain. Và một khi mà đã được lưu trữ vào cái hệ thống lưu trữ phi tập trung này thì nó không bao giờ và không ai có thể thay đổi, chỉnh sửa hay là xóa được những cái dữ liệu này. Và nó sẽ tồn tại mãi mãi cho đến khi nào không còn internet nữa thì thôi. Và cái hệ thống blockchain này nó được lưu trữ ở trên một cái hệ thống dữ liệu phi tập trung được kiểm soát bởi hàng trăm, hàng triệu cái máy tính ở trên toàn thế giới. Và bất kỳ ai, kể cả bạn hay tôi, nếu sở hữu cho mình một cái máy tính cấu hình đạt yêu cầu thì nó cũng có thể tham gia vào mạng lưới này. Và khi một cái dữ liệu nó được ghi chép vào blockchain thì nó sẽ được đồng thời xác nhận và lưu trữ đồng bộ bởi hàng triệu cái máy tính đó. Ví dụ, nếu một cái máy tính muốn ghi chép hay sửa đổi một cái dữ liệu nào đó thì nó phải đồng bộ cái dữ liệu này với hàng triệu cái máy tính còn lại ở trên thế giới. Nên việc đó nó cho phép là không ai, không một cá nhân hay tổ chức nào có thể chỉnh sửa hoặc là xóa được những cái dữ liệu ở trên hệ thống phi tập trung blockchain.
và cái dữ liệu ở trên hệ thống này nó sẽ tồn tại mãi mãi. Và ví dụ, nếu một cái máy tính của bạn và máy tính của tôi cùng tham gia và xử lý những cái dữ liệu ở trên hệ thống blockchain này, và nếu bạn muốn thay đổi một dữ liệu gì đó từ máy tính của bạn nhưng mà tôi không đồng ý và máy tính của tôi nó không xác nhận, thì dữ liệu đó cũng không được đồng nhất và nó không được ghi vào hệ thống blockchain. Trừ khi cả tôi và bạn cùng xác nhận cái dữ liệu đó thì nó mới ok. Nhưng mà trong thực tế là có hàng triệu cái máy tính trên khắp thế giới, chứ không chỉ có hai cái như ở ví dụ này. Nên cái việc mà một hacker họ có thể hack được một cái máy tính thì nó cũng chẳng nhằm nhò gì và nó cũng không ảnh hưởng đến hệ thống blockchain. Trừ khi là có một cái tổ chức nào đó mà nó cực kỳ lớn mà họ nắm được quyền kiểm soát của hơn 50% lượng máy tính ở trên hệ thống này, thì họ mới có thể có khả năng mà thay đổi dữ liệu. Nhưng mà cái điều đó thì gần như là không thể. Và vì chính những cái đặc tính ưu việt này của hệ thống blockchain thì nó không chỉ có cryptocurrency thôi. Nhiều người mà khi nhắc đến blockchain thì họ chỉ biết rằng là nó được ứng dụng với cryptocurrency. Nhưng mà cái tiềm năng của blockchain thì nó rất là rộng. Và nếu nó được ứng dụng vào lưu trữ những cái dữ liệu của các quốc gia, của các ngân hàng hay bệnh viện, thì những cái dữ liệu đó nó sẽ được an toàn tuyệt đối. Nhưng mà cái hệ thống này nó cũng có một cái nhược điểm. Đó là trong cái trường hợp mà tất cả các máy tính ở trong cái hệ thống này họ đều đồng loạt tắt và không tham gia vào cái quá trình xử lý dữ liệu này nữa, thì cái hệ thống blockchain này sẽ chết. Nhưng mà hiện nay thì cái blockchain này nó đang là cái xu thế của thế giới. Ví dụ trong cái ngành cryptocurrency này thì những cái người miner, hay còn gọi là những thợ đào, họ có những bộ máy tính để xử lý những cái giao dịch, thì họ sẽ được trả thù lao bằng những cái đồng coin đó rất có giá trị, và họ kiếm được cái lợi nhuận rất lớn từ đó, thì họ sẽ tiếp tục xử lý cái quá trình đó bằng những cái máy tính của mình. Và chính cryptocurrency thì nó đã khiến cho mọi người biết đến blockchain nhiều hơn và những cái tiềm năng của blockchain ngày nay. Và qua đó thì chúng ta có thể thấy được những cái ứng dụng nổi bật của blockchain trong thực tế, như là bảo mật thông tin, dữ liệu và thông tin của chúng ta ở trên hệ thống này thì cực kỳ bảo mật và an toàn và không bao giờ bị mất đi. Và nó cũng có cả cái chức năng đó là giám sát và thiết kế. Điển hình là từ cái thế hệ blockchain 2.0 của Ethereum, nó cho ra đời cái smart contract, hợp đồng thông minh, thì cái này nó sẽ được ứng dụng ở trong kinh doanh, trong làm ăn, giám sát và để đánh giá những cái KPI và thậm chí là trong bỏ phiếu bầu cử. Và các bạn có thể biết một điều là nếu hệ thống blockchain được ứng dụng vào bầu cử thì nó sẽ cực kỳ minh bạch và bình đẳng, và mọi thông tin đều rõ ràng, không thể làm trái hay là gian lận. Và ví dụ trong thực tế thì có một số cái thông tin bên lề hành lang cho rằng là ngay cả cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2017 của Donald Trump và Hillary Clinton thì cũng có nhiều nghi vấn. Đó là ở một số bang của Mỹ thì người dân mà họ đi bầu cử thì ngay trước cuộc bầu cử thì họ thấy xung quanh mình những cái người ủng hộ bà Hillary rất là đông và chiếm số áp đảo. Nhưng mà không hiểu sao, sau khi công bố kết quả thì lại cho ra là thuộc về ông Trump. Thì người ta đặt ra là những nghi vấn là cuộc bầu cử đó đã được sắp đặt. Và nếu mà cái hệ thống blockchain này nó được ứng dụng vào bầu cử như thế thì sẽ không bao giờ có chuyện là gian lận và mọi thứ đều công khai minh bạch. Và bên cạnh đó thì còn có những ứng dụng về kết nối, về tài chính và chính phủ, hay những cái ứng dụng về tiền và tài sản mà nổi bật nhất và các bạn đều biết đến là tiền mã hóa cryptocurrency. Và trong tương lai thì blockchain nó còn phát triển cực kỳ rộng ở nhiều lĩnh vực và cải tiến ở những cái thế hệ blockchain tiếp theo. Thì cái blockchain này nó hoạt động như thế nào? Ví dụ khi các bạn thực hiện một giao dịch, các bạn chuyển Bitcoin cho một người bạn. Nếu mà tài khoản ví của các bạn có 10 Bitcoin và các bạn muốn chuyển 1 bit cho người thân, thì cái hệ thống này nó đối chiếu với dữ liệu quá khứ rằng tài khoản của các bạn có đủ số dư để thực hiện được giao dịch, thì nó sẽ thực hiện ghi chép các giao dịch đó và lưu trữ ở trên hệ thống blockchain. Nhưng nếu ví của các bạn có 10 bit mà các bạn muốn chuyển 20 bit thì nó sẽ không đồng bộ được. Và đây, ở trong cái sơ đồ này thì mình sẽ giải thích sơ qua cho các bạn hiểu về cái quá trình hoạt động của một cái giao dịch ở trên cái mạng lưới blockchain này. Đầu tiên, khi các bạn thực hiện một cái giao dịch ở trên cái máy tính của các bạn thì nó sẽ gửi cái giao dịch đó đến cái phần ghi chép dữ liệu của hệ thống blockchain. Nó sẽ phát tán ra
những cái máy tính khác ở trong hệ thống blockchain này trên toàn cầu. Và khi mà những cái máy tính đó nó đã đối chiếu xong cái dữ liệu trong quá khứ với cái dữ liệu mới này mà các bạn thực hiện và nó xác nhận đó là đúng, thì cái dữ liệu đó nó bắt đầu được ghi chép vào cái hệ thống của blockchain và nó sinh ra một cái block mới ở đây. Và cái block mới đó nó được thêm vào cái chuỗi khối ở trên blockchain và nó tạo thành một cái block mới luôn ở trong cái chuỗi này. Nó sẽ được lưu trữ ở đây mãi mãi và không thể chỉnh sửa cũng như không thể xóa được đi. Thì sau đó thì cái xác nhận giao dịch đó nó đã được hoàn thành. Thì đó là cái quá trình hoạt động rất là đơn giản của một cái giao dịch ở trên hệ thống blockchain này. Và mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn là cái nền tảng của blockchain này nó sẽ có 3 phần và mình sẽ vẽ ra cho các bạn dễ nhìn. Và cái phần đầu tiên đó là thẻ hash. Thẻ hash. Ok, thẻ hash. Thì cái thẻ hash này nó là một cái dãy số, dãy ký tự gồm rất nhiều ký tự và nó không thể nào mà trùng lặp được. Thì đây là cái phần ghi dữ liệu. Thì cái phần ghi chép dữ liệu này nó có hai phần. Phần đầu tiên chính là cái thẻ hash này và cái phần thứ hai là phần nội dung. Phần nội dung. Thì cái phần thẻ hash và phần nội dung này nó kết hợp thành cái phần ghi chép dữ liệu ở trên hệ thống blockchain. Còn cái phần thứ ba và quan trọng nhất đó là phần lưu trữ dữ liệu. Đó là cái sổ cái hay còn gọi là sổ kế toán. Đây là phần lưu trữ dữ liệu. Đây chính là sổ cái. Hoặc là sổ kế toán. Đó. Và cái hệ thống sổ cái này nó được lưu trữ bởi rất nhiều các cái máy tính trên thế giới liên kết chéo qua lại với nhau và đồng bộ hóa cực kỳ chặt chẽ. Thì cái hệ thống blockchain này nó sẽ hoạt động như sau. Thì cái hệ thống này, cái sổ cái này và toàn bộ blockchain nó cũng hoạt động như một cái máy tính. Thì cái phần sổ cái này nó chính là cái ổ cứng để lưu trữ cái dữ liệu. Thì cái cách lưu trữ dữ liệu của hệ thống đó là nếu chúng ta thao tác đúng lệnh thì cái dữ liệu nó sẽ được ghi vào cái sổ cái này. Ví dụ như Bitcoin là blockchain 1.0 thì cái phần nội dung này của nó là bao gồm có là tài khoản hay là cái địa chỉ ví Bitcoin của bạn. Thì nó là một cái dãy mã số mà nó không thay đổi của từng cái ví để thực hiện những cái giao dịch và ghi lệnh ở trên hệ thống blockchain này. Thì từ cái này các bạn phải thực hiện những cái lệnh thì nó mới được ghi chép vào cái sổ cái ở bên này. Còn nếu mà các bạn mà không làm gì thì cái đồng Bitcoin của bạn nó vẫn được lưu ở đây. Còn nếu mà các bạn khi thực hiện một cái giao dịch thì cái hệ thống ở cái phần nội dung này nó sẽ đối chiếu với những cái dữ liệu ở trong quá khứ. Ví dụ địa chỉ ví của bạn có 100 Bitcoin và bạn thực hiện lệnh chuyển đi 10 Bitcoin thì phần này nó xác nhận rằng bạn đã có đủ số Bitcoin để chuyển đi. Thì nó sẽ cướp lệnh và nó sẽ ghi cái dữ liệu đó lên cái sổ cái ở bên tay phải này. Thì đó là cái phần nội dung của Bitcoin. Đó là blockchain 1.0. Còn với những cái thế hệ như là blockchain 2.0, blockchain thông minh hơn như Ethereum 2.0 thì cái phần nội dung này nó có chứa như là, mình sẽ ghi ở đây, như là smart contract hay còn gọi là hợp đồng thông minh, và những cái như là tin nhắn hay là bầu cử, vân vân. Thì khi những cái cải tiến của blockchain thì nó sẽ chỉ cải tiến ở cái phần nội dung này thôi, còn những cái phần còn lại như là thẻ hash hay là cái sổ cái này thì nó vẫn giữ nguyên mà nó chỉ cải tiến cái phần nội dung này thôi. Và đó là cái quá trình mà ghi chép dữ liệu. Vậy còn nó lưu trữ dữ liệu như thế nào? Thì khi ở cái phần nội dung này nó ghi chép cái dữ liệu vào cái sổ cái ở bên này,
thì bên cái sổ cái nó sẽ lưu trữ như sau. Thì ở bên cái sổ cái này nó chỉ được phép lưu chứ không được phép sửa hay là xóa. Thì ở trên cái sổ kế toán này nó bao gồm rất nhiều các block được ghi lên từ cái phần nội dung này. Mình sẽ ghi ra, mình sẽ vẽ cho các bạn dễ nhìn. Nó bao gồm rất nhiều các cái block như thế này. Rất nhiều. Và nó được liên kết với nhau. Thì đây, nó được gọi là một cái block. Thì khi mà cái phần nội dung này nó ghi chép và thực hiện xong một cái giao dịch ở cái phần nội dung này thì nó sẽ được đóng lại bởi một cái mã hash ở đây. Thì nó sẽ được lưu thành một cái block mới và nó chuyển, nó ghi lên cái phần sổ cái này là một cái block. Và nó sẽ đóng lại và nó liên kết với nhau. Và mỗi một cái giao dịch thành công thì nó lại lưu lại thông tin tiếp theo ở đây. Và tất cả những cái số liệu, thông tin hoặc là tiền của bạn nó sẽ nằm ở trên những cái block, ở trên cái sổ cái này. Và nó hoàn toàn là công khai minh bạch. Thì bạn có thể check ra những cái block này bằng những cái đoạn mã hash hoặc là cái địa chỉ ví. Và những cái giao dịch trên blockchain của Bitcoin thì cứ mỗi 10 phút là nó lại khóa lại một cái block mới mà được cái máy đào thực hiện. Và cái hệ thống trả thưởng cho các máy đào đó thì cứ một block này trong vòng 10 phút nó sẽ sinh ra một cái block mới và nó sẽ trả thưởng là 12 Bitcoin nếu mà các bạn đào Bitcoin. Còn tùy vào việc mà các bạn đào các loại crypto khác thì cái cơ chế trả thưởng nó sẽ khác nhau. Và máy đào mà càng mạnh thì càng đào được nhiều. Và cái sự phát triển của blockchain thì nó là không ngừng. Và nó đang ngày càng cải tiến với những cái thế hệ là blockchain 1.0, rồi đến 2.0, hiện nay là 3.0. Và sắp tới là sẽ có thế hệ blockchain 4.0. Mình sẽ ghi ra đây cho các bạn dễ nhìn. Thì đầu tiên là cái thế hệ blockchain 1.0. Thì nó ứng dụng về giao dịch tiền tệ. Điển hình là thằng Bitcoin. Và tiếp theo là đến sự ra đời của Ethereum. Đó là cái thế hệ blockchain 2.0. Thì nó có những cái ứng dụng trong hợp đồng thông minh, smart contract, để ứng dụng trong kinh doanh, đánh giá, giám sát và bầu cử, vân vân. Sau đó thì là đến các cái thế hệ blockchain 3.0. thì nó ứng dụng vào thanh toán. Và tương lai thì 4.0 nó sẽ ứng dụng vào những cái lĩnh vực thiết thực của đời sống hơn như là y tế, giáo dục xã hội. Và tiếp sau đó sẽ có rất nhiều những cái thế hệ blockchain tiếp theo và nó sẽ ngày càng ưu việt hơn. Thì ngay như bây giờ ở cái thế hệ blockchain 2.0 mà đại diện là Ethereum thì giá của nó đã đang dần tăng và ngày càng có giá trị. Thì Ethereum nó được đánh giá là có tiềm năng không thua kém gì so với Bitcoin. Và khoảng 1-2 năm nữa thì các bạn sẽ khá là bất ngờ khi nhìn thấy cái giá của Ethereum. Và nếu các bạn mà nghiên cứu và tìm ra được những cái đồng coin mà nó sẽ ứng dụng thành công cái thế hệ blockchain 3.0 và 4.0 thì tương lai của những cái đồng coin đó nó sẽ cực kỳ có giá trị. Và trên đây thì qua cái video này thì các bạn đã có thể hiểu được thế nào là blockchain, blockchain nó hoạt động như thế nào, ứng dụng của nó vào đời sống ra sao và tiềm năng phát triển của nó trong tương lai nó lớn như thế nào. Và mình xin kết thúc cái video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy ủng hộ mình bằng việc like cái video này, subscribe và theo dõi cái kênh YouTube của mình để cập nhật những cái video kiến thức rất là thực tế và giá trị trong cái thị trường crypto này. Và nếu các bạn mà có thắc mắc hay góp ý gì cho cái video của mình thì các bạn hãy để lại cái comment xuống bên dưới. Mình sẽ giải đáp tất cả các bạn. Và cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.